Huấn luyện viên Uruguay tố ban tổ chức Copa America dối trá. Huấn luyện viên Marcelo Bielsa chỉ trích nước chủ nhà Mỹ, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, CONMEBOL, và bảo vệ việc các cầu thủ Uruguay hỗn chiến với cổ động viên trên khán đài sau khi thua Colombia ở bán kết Copa America 2024. Điều duy nhất tôi có thể nói là các cầu thủ đã phản ứng với bản năng của con người, Bielsa nói trong buổi họp báo hôm 12 tháng 7. Nếu bạn chứng kiến những gì đã xảy ra và không có cách nào để rời đi, bạn thấy người thân, mẹ, vợ bị tấn công, bạn sẽ làm gì? Sau trận bán kết Copa America trên sân băng Óc America hôm 10 tháng 7, nhiều cầu thủ Uruguay đã lên khán đài và hỗn chiến với các cổ động viên Colombia.